Trăm vàng tổng đến từ Faker so với lại 9k2 của con Cocky bên phía bên kia nào Faker dậm nhảy tên lửa áp sát Lướt phong linh áp sát vào vị trí của Jin kích gói thuốc đủ Sát thương quá lớn đến từ Faker với mạng shutdown Và tiếp tục là cú double kill khi Faker hồi lại cho mình dậm nhảy tên lửa Điểm hạ gục thứ 10 dành cho Tristana đường giữa của Faker Và tiếp tục sẽ là Khazik Trang làm gì có cô lập bạn ơi sát thương chắc chắn là không đủ luôn dính lăn bụng và đi chắc rồi chứ còn cái gì nữa nhảy qua tường faker cơ lại dập nhảy tên lửa tốc biến qua hạ sát đối phương với mạng sát đào Lời anh em chào mừng em quay trở lại với channel của Sama trên kênh YouTube như là fanpage và tiếp tục đồng hành với bootcamp kem của MSI 2023 với giáo án Tristana đứng giữa trong tay của Faker một con Tristana sẵn sàng tấn công với hút máu phụ trội huyền thoại hút máu và nha trái vốn huệ ở nhánh chuẩn xác và hai điểm đánh phụ là uh, giáp cốt cũng như là tàn phá hủy diệt nha điểm mạnh đến từ Tristana đứng giữa là do đoạn đầu cái sát thương tay rất là lớn vì vẫn là một thứ xạ thủ tầm bắn thì cũng khá là ổn đặc biệt là càng lên cấp thì tầm bắn càng xa và giai đoạn sau chắc chắn là cái ngẫu sức mạnh đến từ Tristana rồi vẫn là một con tướng xạ thủ và cần pha vào trong ra ban đầu những sát thương đầu ra đến từ Tristana ở đứng giữa thì nó không hề ít một chút nào cả đặc biệt là khi phải đối đầu với chỉ là con cocky bên phía bên kia nha thế một điểm mạnh nữa là Tristana đứng giữa thì với việc bạn cầm tàn phá hủy diệt thì cái tốc độ lấy công trình sẽ là rất nhanh với cái bóc thuốc nổ của con bài này nha sẽ phải cơ đi đường như thế nào với chất tướng cocky như chung là với cocky thì sẽ không có bất cứ một sức ép gì kèo này thì thậm chí Faker có thể lựa chọn cho mình uh, sớm một cái lưỡi há để farm cơ để đường tốt hơn sau lại có kỳ di chuyển ra sông có thì muốn đánh nhau thì Ragas tay đôi với lại Kha'Zix dâm nhảy tiết lửa áp sát thôi à, một bán nữa nhưng mạng à Ragas có ý, ý nhường mạng cho Faker nhưng cuối cùng thì anh ta lại ăn luôn cái mạng vừa rồi với hit đánh thường cuối cùng hơi đáng tiếc nhờ Mà pha đấy mà nhường mạng được cho Faker thì ngon tại vì có bồ đỏ dưới chân con uh, Kha'Zix ạ à. Tristana này mà cầm bùa đỏ thì thôi bị cấu nhiều máu quá phải về thôi thì tốc độ lấy giáp trụ đến từ Faker ở League game là cực kỳ nhanh với tàn phá hủy diệt cũng như là cái bọc thuốc nổ. Faker đang khá thoải mái nhá, nhưng chưa đi với Cocky để sức ép vào đầu gần như là không có. Cơ Mew di chuyển ra nhưng có Bát và Gragas đứng ngay sau lưng. Tối hậu thư có từ Cơ Mew gửi luôn với người của Faker nhưng đây là ba người, rồi lắc bụng hụt không sao cả. Faker còn đó cho mình chiêu cuối và không cần sử dụng luôn mạng dành cho Gragas. Và pha bạch ấp rất kịp thời và pha hộ giá giúp cho Faker sống ở tình huống di chuyển danh từ cả kha cũng như là cơ mưu vừa vừa rồi có để bác để lùi từ Faker cơ nha rất tự tin với dậm nhảy tên lửa lùi về thôi với tên lửa tầm nhiệt cristana có dặm nhảy tên lửa tốc biến <laughs> 50 giây hồi lại cho mình kiến sức có kinh cũng không còn quá nhiều máu nhá Máu này là hoàn toàn có thể solo kill được á, Faker có chiêu cuối. Nào dập nhảy tên lửa vào chơi luôn. Kích bọc thuốc nổ bắn rất hào đấy từ Faker cờ dập nhảy tên lửa thêm một lần nữa và đây chắc chắn sẽ là điểm hạ gục rồi. Có kỳ không tốc biến và như đã nói máu vừa rồi là dư đam Faker thậm chí là còn không phải dùng cho mình chiêu cuối. Đại bác đẩy lùi ở trong tình huống vừa rồi. Mạng đầu tiên dành cho Faker cờ ván này và cầm ngàn rưỡi về nhà rồi BF chắc kẹo luôn. Huyết kiếm đồ đầu. Hợp lý rồi hai mảnh của một cái huyết kiếm từ sớm đến từ faker hợp lý rồi tránh việc bị cấu máu bởi cocky bên phía kia có gói hàng hay từ cocky nhá gói hàng đầu tiên đến từ đường giữa của đối phương có đánh nhau ở bãi chim à có à, cocky có gói hàng nhá thậm chí faker dậm nhảy tên lửa thẳng vào gói hàng kích bọc thuốc đổ sát thương rất lớn tạo ra đến từ faker và dậm nhảy tên lửa lao theo với mạng thứ hai dành cho anh ta ván và này tiếp tục gây sát thương tu dưới móc phi thần nhưng là một pha dậm nhảy tên lửa để có thể lùi về vị trí an toàn đến từ vị trí của faker có máu sẽ là không xin nhê bởi vì Faker có huyết trợ từ sớm rồi và khả năng hồi phục với cả kiếm Dora nữa. Vừa rồi là mạng thứ hai dành cho Tristana đầu giữa của Faker nha. Có sớm cho mình một cái huyết kiếm để gia tăng khả năng trụ đường với chất tướng Corki thiên nhiều với cấu rỉa bên, bên, bên kia. Nói chung là với huyết kiếm và lượng giáp ảo tạo ra đến từ trang bị này thì Faker sẽ không quá ngại ở trong những pha trao đổi chiêu thức. Trong một cái big bomb mà không hết giáp ảo thì sao đỡ, sao đỡ nhỉ? Nào cái gói thuốc đồ đến từ vị trí của Faker lấy rất nhiều máu của Corki nha nửa cây rồi nửa cây cocky mất đi với sẵn sàng tấn công được kích đến từ vị trí của Faker và đây sẽ tiếp tục là nhịp đẩy vào với tàn phá hủy diệt tốc độ lấy giáp trụ của Faker là rất nhanh ở khu vực đường giữa sẽ là giáp trụ thứ tư dành cho anh ta Máu các cocky quá thấp rồi tiếp tục gây sát thương dính hai hit trụ không thành vấn đề Faker có khả năng hồi phục <laughs> nào hút máu ngược lại đủ máu là chơi luôn nha cocky không có khả năng hồi phục còn Faker thì ngược lại anh ta có huyết kiếm và kiếm Doran đủ máu rồi nhậu dập nhận dập để tên lửa không Nhảy lên chơi luôn Sổ rồi kích cũng có thuốc nổ Và đó là pha đại bắc đầy lùi Đủ đam rồi Cái cớ đơn giản là có được điểm hạ gục thứ ba Chụp một toàn bản đồ luôn Trời giàu ba mạng early game hai điểm hỗ trợ Phút thứ 14 và chụp một toàn bản đồ luôn Cục phong linh là hợp lý rồi Di chuyển xuống cây dưới đấy từ Faker với hai 2... với một đồ rưỡi Nào thiên mệnh khả biến và có pha làm choáng thành công dậm nhảy tên lửa áp sát đến từ vị trí của faker sát thương là cực kỳ lớn luôn sát đào cho faker với 600 tiền sân khấu bật ra milio là mục tiêu rồi chắc chắn là đi nghĩa là thứ tư rồi thủ rượu nổi. dứt điểm luôn ragas là người có mạng có kỳ không thể nào lại được. con có kỳ bên phía kia mới có một cái kiếm mana moon ạ nét vẽ không thành công nhưng kích luôn cho mình cùng phong linh và hạ sát thành công với pha solo kill đứng giữa nét vẽ của gì nó hụt nhưng không sao cả sát thương của faker là dư ở trong pha xử lý vừa rồi lần nắm xuống thứ ba liên tiếp đến từ koki và sẽ tiếp tục là máu chủ đứng giữa với tàn phá hủy diệt kết hợp với lại bọc thuốc nổ faker đang rất mạnh và cực kỳ là khủng khiếp với chất tướng Tristana được của mình nha tầm này thì sát thương của anh ta tới nóc. đi bùa đỏ bùa xanh thì nhường cho faker hết bragas không cần bùa đỏ hợp lý rồi một trang bị rưỡi à thế mạnh khả biến vào kha Dập dập tên lửa chơi luôn Rồi kiệt sức luôn đấy từ faker không kiệt sức luôn rồi bắn rất đau đấy từ faker kích gói thuốc nổ lướt phong linh tấn công vào milio sát thương là cực kỳ lớn đấy từ faker anh ta có được cho mình mạng thứ sáu tiếp tục dập nhảy tên lửa dùng đại bác đẩy lùi để đẩy kha ra nhưng vẫn bị shut đào bởi con bọ ngựa của đối phương Mạng thứ sáu dành cho Khazik là một mạng rất đắt tiền khi mà Faker bị shut down nha Nào thế mạnh khả biến chúng hai người đến từ Bat và set up một tình huống đánh nhau cái gói thuốc nổ ép luôn tốc biến của Zin đến từ vị trí của Faker và sát thương quá lớn đến từ con Tristana này của Faker. Dòng thuộc về Gragas tiếp tục gây sát thương vào Kha'Zix Kha'Zix không có cô lập trong pha này và gây sát thương không bao nhiêu cả vào người của Faker. Duzabok phi thân bằng thẳng vào đến từ vị trí của Camille. Có tối hậu thư Faker đang free shot. Faker đang free shot anh em ơi. Zin có hưng phấn rồi. Bắn vào người của Zin Nào để cho con Tristana tầm này mà nó free shot thì đúng là không thở nổi luôn á. Dòng nhảy tên lửa chơi luôn à Kích gói thuốc nổ Ép Khazix phải lui về rồi Gai hư không không đủ tầm với Khazix trong pha này Nhưng Jin bị kẹt lại rồi Jin khả năng cao là đi Lướt phòng linh áp sát đến từ vị trí của Faker Có đại bác đẩy lùi Faker giúp cho Jin có được điểm hạ gục của Milio Và bản thân anh ta hạ sát thành công Koki Mạng thứ 7 dành cho Faker với Tristana của anh ta Bao luôn không? này Alvaron hơi mạo hiểm với Khasic vẫn còn sống mặc dù là không còn nó cho mình tốc biến nữa nhưng đây là hành trình kỳ diệu và sát thương của Faker tầm này vào một người con cơ mưu không có giáp. Muốn kiếm giáp cưa để đi đường với lại uh, Vladimir thì bị Faker uh, gần ba đồ bắn cho mù người thôi. Mất một người đây sẽ là Baron được triển khai luôn. Tốc độ ăn Baron, Baron là rất nhanh với Tristana hai xạ thủ. Một con uh, Vladimir đang có đồ ở cánh trên và Gragas cũng đang rất xanh ở ván này với uh, 4-1 nha. Tristana 3 trang bị lớn đến từ Faker với vô cử kiếm ở phút thứ 24 Dầu dã man 12.600 vàng tổng đến từ Faker so với lại 9k2 của con Corki bên phía bên kia nào Faker dậm nhảy tên lửa áp sát Lướt phong linh áp sát vào vị trí của Jin kích gói thuốc đủ Sát thương quá lớn đến từ Faker với mạng shutdown và tiếp tục là cú double kill khi Faker hồi lại cho mình dậm nhảy tên lửa Điều hạ gục thứ 10 dành cho Tristana đường giữa của Faker và tiếp tục sẽ là Khazik Trang làm gì có cô lập bạn ơi sát thứ chắc chắn là không đủ luôn dính lăn bụng và đi chắc rồi chứ còn cái gì nữa nhảy qua tường phải cơ hồ lại dập nhảy tên lửa tốc biến qua hạ sát đối phương với mạng sát đào hai mạng sát đào liên tục với cú triple kill không chính thức dành cho phải 11 mười một xác ạ tiếp tục là dập nhảy tên lửa hồi lại lại bắn quá đau rồi ép luôn gói hàng của Koki gói nổ kích nổ trông máu Koki mất kìa tám mươi phần trăm máu Koki biến mất rồi ba free rồi Khá xích nằm xuống thì đấy chắc chắn là Baron Free dành cho Faker và đồng đội. Giáo án Tristana đứng giữa rất xanh xao đến từ Faker. Này, tốc độ lấy công trình là quá nhanh với gói thuốc nổ cũng như là tàn phá hủy diệt với một con Tristana đứng giữa. Và đây sẽ là nhà lính luôn. Đối phương thì vẫn đang bận ở hang rồng anh em ơi. <laughs> Team mai không về được Faker đúng thẳng vào hai trụ bảo vệ nhà chính rồi. Có một lợi Baron và lấy trụ rất nhanh. Tấn công thẳng vào hai trụ bảo vệ nhà chính thôi chứ còn chờ đợi gì nữa. Một trụ có dành cho Faker Kha'Zix tới gai hư không làm chậm thành công Faker Nhưng để làm gì lướt phòng lính áp sát luôn Dẫn miệng tên lửa Chơi luôn chứ gì nữa hạ sát thành công Kha'Zix nhảy đi Như trốn không người vậy Double kill dành cho Vladimir với tình huống đánh nhau ở khu vực hang rồng Và đây sẽ nhịp endgame luôn Ôi mới hít đã bắt lên thành Mà Trông máu con có kỳ biến mất kìa ơi, Tốc độ báo dơ công trình quá nhanh Mà Trông giáp ảo thì Faker chán không muốn đánh nữa luôn á Dẫn nhảy tên lửa áp sát một thẳng về đá cổ của đối phương đến từ vị trí của Faker và liệu anh ta có được bạn thứ 12 không đây thiên mệnh khả biến đến từ vị trí của Bát nhưng tập bắn có vẻ như là không đủ cái gói thuốc nổ bắn rất đau đến từ Faker nhưng bên phía bên kia thì trả đòn với hai sản thủ Faker có được bạn thứ 13 ba thứ 13 đến từ vị trí của Faker khi mà anh ta kích cho mình đại bắt đẩy lùi và đó là chiến thắng dành cho Faker và giáo án Tristana đứng giữa đối đầu với Co kỳ